Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Tàu Nhanh Công Nghệ số thứ 12 và lại là mình Nami đây. Trong tuần này thì chúng ta sẽ có những tin tức hot hit gì thì ngay sau đây cùng mình điểm qua phần điểm tin nhé. Bắt đầu thôi. Một, Apple ra mắt MacBook dùng CPU Apple M1, hiệu năng đơn nhân mạnh hơn 5950X. 2, rò rỉ thông tin RTX 3080 Ti sắp ra mắt. 3, hiệu năng RX 6800 và RX 6800 XT rò rỉ trên Geekbench, ưu tiên dùng CPU Gen 3. Việc mà Apple từ bỏ Intel thì mình nghĩ là cái thông tin này chúng ta chắc cũng đã đoán giả đoán non từ trước đến nay rồi, thế nên là cũng không quá bất ngờ cho lắm. Bởi lẽ là Intel thì đã vẫn rất chậm chạp trong cái quá trình làm thu nhỏ các cái bóng bán dẫn của họ, mà Apple thì lại đặt ra những cái tiêu chuẩn luôn luôn gắt gao và luôn luôn gọi là nhanh nhất, hiện đại nhất thế giới. Thế nên là dù Intel có cố gắng cho tới đâu thì cũng vẫn không thể nào đáp ứng được cái yêu cầu về mức tiết kiệm điện năng của nhà Apple. Thế nên là mình nghĩ cái con chip Apple M1 này sinh ra phần lớn vì lý do này. Thế nhưng mà một phần khác thì Apple cũng đang rất mệt mỏi với các bên sản xuất CPU thứ ba. Mà hai nữa là họ Apple thì luôn luôn muốn mình làm chủ của tất cả mọi sản phẩm, tự cung tự cấp và để làm sao có thể tối ưu nhất trong cái hệ thống của họ. Và với những cái thông tin được đưa ra trên mạng thì con chip Apple M1 trên MacBook thế hệ mới có cái hiệu năng trên điện năng tốt nhất thế giới, càng tích hợp mạnh nhất thế giới và khả năng máy học cực kỳ nhanh. Và theo như hiệu năng từ Geekbench thì chiếc M1 trong MacBook Air đạt 6.967 điểm trong bài test đa nhân và 1.719 điểm đơn nhân trong một hệ thống làm mát thụ động hoàn toàn và xung của CPU thì là 3.2GHz. Và nếu như các bạn chưa biết thì 10.900K chỉ đạt 1.410 điểm đơn nhân, còn 5.900X của AMD thì là 1.625 điểm. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tương lai của những chiếc MacBook Air này có hiệu năng ra sao nhé. Nhưng bản thân mình thấy đến đây thôi thì cũng đã đủ có cái một tương lai rực rỡ rồi đấy. Và thông tin tiếp theo mà mình muốn gửi tới cho các bạn đó là về những chiếc card RTX 3080 Ti. Và sau những cái thông tin về 3080 20GB cũng như là 3070 16GB bị hủy bỏ ra mắt, nên là NVIDIA thì cũng đã quyết định làm một cái gì đó nhân văn hơn, và đây thì mang tên gọi là 3080 Ti. Theo như những thông tin rò rỉ thì 3080 Ti sẽ sử dụng GPU GA102 và có cùng 10.496 nhân CUDA như 3090. Sự khác nhau duy nhất giữa 3090 và 3080 Ti là dung lượng VRAM, khi mà chỉ còn 20GB GDDR6X. 3080 Ti thì sẽ được cho ra mắt vào tháng 1 năm 2021 tới đây với mức giá là $999, tức là vào khoảng 30 triệu Việt Nam đồng. Và với cái mức giá này thì nó cũng ngang ngửa so với Radeon RX 6900 XT. Mình nghĩ đây sẽ là một cái cuộc cạnh tranh song phẳng giữa hai ông lớn trong làng công nghệ. Và thông tin cuối cùng mà mình muốn mang tới cho các bạn trong bản tin ngày hôm nay đó là về sự rò rỉ hiệu năng của bộ đôi 6800 và 6800 XT đang được rất nhiều anh em trong làng công nghệ mong đợi. Cũng trên trang của Geekbench, OpenCL đã lộ thông tin điểm benchmark của RX 6800 và RX 6800 XT sử dụng chung hệ thống với CPU 10900K, 16GB RAM, 3600MHz. Số điểm ghi nhận được của 6800 lần lượt là 347.137 và 336.367 điểm trong cả 3 bài test. Để so sánh thì RTX 3070 đạt được 361.042 điểm, cho thấy cả hai mẫu card này của AMD thì không hề nhanh hơn so với đối thủ. Còn RX 6800 XT thì đạt là 407.387 và 413.121 điểm trong 2 bài test. So với 3080 đạt 470.743 thì 6800 XT vẫn chưa thể vượt mặt được. Nhưng mà khi đổi sang CPU 5950X mới nhất thì điểm của 6800 XT vọt lên tới là 456.837 điểm nhờ công nghệ Smart Access Memory. Tuy là vậy nhưng vẫn chưa thể nào vượt được với 3080. Và vừa rồi là tất cả những thông tin hot hit nhất về công nghệ trong tuần này mà chúng mình đã gửi tới cho các bạn Tàu Nhanh Công Nghệ số thứ 13. Tuần sau thì sẽ có những thông tin về công nghệ hay là game gì mới không? Các bạn cũng hãy đừng quên đón xem Tàu Nhanh Công Nghệ số thứ 13 của chúng mình được phát sóng vào 9:30 sáng chủ nhật tuần sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!